Mớm đủ rồi, mớm nhiều rồi và quá mệt rồi. Mình thì không có lỗi, lỗi là do cá không ăn mồi. Vì trời mưa là xe luôn mớm, chẳng bao giờ dính đâu. Ý trời ơi, sao bữa nay mà mớm quá trời mớm vậy ta? 2 tiếng rồi chưa có gì hết. Ây da, hung hồn. Mấy em tiền này rất cần cầu xuống biển luôn. Dính cá gì mà y chang móc vô một đá mấy bạn ơi. Nhích cằn không lên luôn. Trời ơi, từ nào giờ mới dính cá gì luôn á. Kéo mấy cái cần cầu này vô coi để đi quay lại ngày dặm gãi nữa. Hôm đó dặm gãi lần rồi. Trời ơi, bay mọc là tới đằng kia nữa, tay cầm cần câu nữa, sao lõm đi trời. Sumasen, arigatou gozaimasu. Trời hên quá mấy bạn ơi, có mấy ông chú ở kế bên ông lộm lại giùm mày. Dính cá gì mà y chang dướng vô cục bê tông ở dưới luôn à. Hôm trước mình câu cũng dính con cá tráp bự xong anh chạy dướng vô cục bê tông dưới. Ở dưới có nguyên một dải bê tông làm chắn sóng hay gì á. Chạy vô dướng dưới rồi kéo không có lên, bữa nay dính mà khác rồi bữa. Bữa nay kéo thả dây thì anh chạy. Nó lôi đi, cần câu đi còn nó không phải nằm im, vậy là chứng tỏ nó chưa dướng nhiều. Mình kéo nó mệt quá, mình giật cột nó ở đây mấy bạn ơi. Giờ mình thấy camera 170 độ, mình quay cận cảnh kéo nó lên cho mọi người coi ha. Đó, mọi người thấy con cá gì chưa? Đó, đó, mờ mờ lên rồi đó. Trời, kéo một buổi luôn. Một tiếng đồng hồ rồi giờ mới lên nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ủa lần thứ hai chứ, trong cuộc đời kéo được con cá. Khủng hoảng kinh tế. Nó không có lên, nó cứ bơi 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 chứ. Nó không có chạy mạnh nhưng mà nó ghì mạnh. Trời, bự hơn cái giờ càng không biết nhớ được không đây ta. Trời ơi, chết rồi mấy bạn ơi. Không vô. Nó bự gấp rưỡi cái giờ. Làm sao giờ? Mỗi lần mà dứt trặc nó lại ghì mạnh xuống nó để chạy xuống dưới nước thêm khúc nữa. Thiệt tình công sức hồi nãy giờ kéo lên không chịu vô là không chịu vô các bạn ơi. Bự quá bự này, phải có người vớt giùm cầm cần câu kéo, còn tay đi vớt tay kéo không được. Cá này cũng mười mấy 20 kg lắm.
mấy bạn biết sao mình không có vớt nữa không, vớt nó không có vô. Giờ đi qua đi lại cho mệt rồi suy nghĩ tìm phương kế kéo nó lên chứ giờ tay không vậy sao bắt cướp rồi đây. Mày hả bưởi, còn tiếng mấy đồng hồ luôn rồi mấy bạn ơi, giờ mới chịu vô nè. Trời ơi, nó nặng. Muốn gãi cái vợt luôn, không biết nắm cái vợt không kéo lên gãi không. Cho mấy bạn xem đây. Tuyệt phẩm. Trời ơi nặng. Ui, trời ơi. Ui. Mình sẽ quay cho mấy bạn coi coi nó bự cỡ nào. Qua chân mình với đàn cá nè. Đó. Trời ơi. Chân mình là 27 á, mang dài vô nữa là 29. Trời ơi, nó kêu như một con bò luôn. Những cái gai này khiếp quá. Từ đây đầu mẻ mấy cái gai này coi. Đó có một bạn mình nữa bị cái đuối quẹt cái gai này mà một tháng trời không có đi làm được. Xin cái chân giống y chang cái cọp, cây cọp nhà này. Đen thui bóng lù luôn. Tháo cái vợt ra. Mấy bạn coi nè, gãi cái lưỡi luôn mà chưa tháo cái đầu lưỡi ra được. Giờ hai cái thước của mình là cái thước này để dành đo cá táp với là cái đối mà ủng cá đuối này. Cái thước mét mốt mà thiếu cái đuôi rồi. Cái đuôi còn bị cục đi chứ. Cục đuôi. Mét mốt là tới như thế này. 1185. Chiều dài của nó là 1185. Cho bề ngang nó nhiều. Nó là 720. Chiều dài 1185, chiều ngang 720. Cũng khiếp. Hồi nãy mình xách lên mình đón nó chắc cũng nó hơn mười mấy ký á, không biết mười mấy ký. Chứ phải mười mấy 20 ký. Xách không nổi luôn. Giờ phải cho nó xuống biển. Cho nó xuống biển thôi. Thank you.
Rồi các bạn như thế nào? Đây. Đấy. Bơi đi được, đừng phá. Phá mồi. Mười mấy ký, 20 ký gì đó. Nói chung là xách không nổi luôn. Ôi giời, con không chịu đi nữa, quần quần đây nữa. Thôi bye bye. Mệt luôn. Kéo rã rời luôn mới lên.